Bạn có muốn học tập ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới không? Chào các bạn! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các loại học bổng cho chương trình thạc sĩ của trường BI Norwegian Business School ở Na Uy. Đây có thể nói là một ngôi trường vô cùng hào phóng trong việc cấp các loại học bổng cho các sinh viên quốc tế. Bản thân mình thì cũng đã từng được nhận học bổng toàn phần, bao gồm cả học phí và chi phí sinh hoạt trong vòng 2 năm mình theo học chương trình thạc sĩ ở ngôi trường này. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về các loại học bổng cũng như là điều kiện đăng ký học bổng ở trường BI Norwegian Business School. Nếu các bạn muốn học tập ở đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới thì hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe để cập nhật thêm những video của mình về kinh nghiệm sống, học tập và làm việc ở Na Uy nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với các bạn một vài nét về trường BI Norwegian Business School. Được thành lập vào năm 1943, BI Norwegian Business School là trường kinh doanh lớn nhất ở Na Uy và lớn thứ hai ở châu Âu. Trường nằm ở thủ đô Oslo. Ngoài ra, trường cũng có cơ sở ở Bergen, Stavanger và Trondheim. Đây đều là những thành phố lớn của Na Uy. Trường có nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở các bậc học khác nhau, từ cử nhân, thạc sĩ cho tới tiến sĩ, và ở các chuyên ngành khác nhau như kinh tế, kinh doanh, marketing và tài chính. Hiện tại thì trường BI có rất là nhiều chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh. Các chuyên ngành được đào tạo bao gồm Business, Strategic Marketing Management, Leadership and Organizational Psychology, Finance, Quantitative Finance, Business Analytics, Applied Economics, Entrepreneurship and Innovation. Khác với nhiều trường công ở Na Uy không thu học phí, BI là một trường tư và thu học phí. Học phí cho chương trình thạc sĩ là khoảng 102.000 kron mỗi năm, tương đương với khoảng 270 triệu tiền Việt Nam hiện nay. Chương trình thạc sĩ kéo dài trong vòng 2 năm. Hiện tại thì ở trường BI có tới 7 loại học bổng dành cho những sinh viên quốc tế muốn theo học chương trình thạc sĩ ở trường. Học bổng đầu tiên là BI Presidential Scholarship. Đây là học bổng có giá trị cao nhất, bao gồm toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho tối đa 2 năm. Thứ hai đó là học bổng Master of Science International Scholarship. Học bổng này bao gồm một phần hoặc là toàn bộ học phí, hoặc một phần chi phí sinh hoạt tùy vào từng trường hợp cụ thể. Học bổng thứ ba đó là Wilhelmsen Foundation Scholarship. Học bổng này có giá trị 150.000 kron mỗi năm, tương đương với 75.000 kron cho mỗi kỳ học. Học bổng tiếp theo đó là học bổng liên kết giữa BI Norwegian Business School và QS. Đây là học bổng dành riêng cho những ai tham dự QS World Grad Tour Fair, trong đó có trường BI tham gia. Học bổng này sẽ bao gồm toàn bộ học phí trong năm đầu tiên và có thể được gia hạn cho năm học thứ hai. Để biết thêm thông tin về học bổng này thì các bạn có thể lên trang web của QS, topuniversities.com. Học bổng thứ năm đó là Master of Science International Scholarship Bergen. Học bổng này dành riêng cho chương trình Master in Business tại cơ sở ở thành phố Bergen. Học bổng này cũng bao gồm một phần hoặc là toàn bộ học phí, hoặc một phần chi phí sinh hoạt tùy theo điều kiện của từng bạn. Học bổng thứ 6 đó là MSc Retail and Service Management Scholarship. Đây là học bổng dành riêng cho chương trình Master in Business với chuyên ngành Logistics, Operations and Supply Chain Management.
Học bổng này sẽ bao gồm toàn bộ học phí cho tối đa 2 năm. Và cuối cùng đó là học bổng BI Lewis Joint Masters in Marketing Scholarship. Đây là học bổng dành riêng cho chương trình đào tạo liên kết giữa trường BI và trường Lewis ở Ý. Học bổng này bao gồm toàn bộ học phí cho tối đa 2 năm. Học bổng của trường BI sẽ được xét chủ yếu dựa trên thành tích học tập của bạn. Ngoài ra thì cũng có một số tiêu chí khác như là điểm GRE này, điểm GMAT này, hoạt động ngoại khóa này, hoặc là những thành tích cá nhân nổi trội khác. Ngoài ra thì cũng có một số bạn sẽ được ưu tiên hơn nếu bạn đến từ một số quốc gia nhất định hoặc là bạn đến từ những trường đối tác của trường BI. Như là mình thấy trong những năm gần đây thì có rất là nhiều bạn từ Việt Nam và đặc biệt là những bạn tốt nghiệp bằng cử nhân của trường Đại học Ngoại thương thì nhận được rất là nhiều suất học bổng của trường BI. Ngoài ra, một điểm mà các bạn cần phải lưu ý đó là học bổng của trường BI được cấp theo từng năm. Điều đó có nghĩa là sau khi bạn được học bổng của năm thứ nhất thì đến năm thứ hai họ sẽ ngồi lại và xem là bạn có đủ tiêu chí để được nhận học bổng ở năm thứ hai hay không. Và để nhận được học bổng ở năm thứ hai thì các bạn cần phải duy trì một kết quả học tập tốt. Điều đó có nghĩa là các bạn cần phải tích lũy đủ 30 tín chỉ và đạt được điểm GPA trung bình tối thiểu là B ở mỗi kỳ học ở BI. Theo cá nhân mình thấy thì hồ sơ để đăng ký học bổng ở trường BI khá là đơn giản. Các bạn cần phải viết một bức thư để xin học bổng này và sau đó thì các bạn cần phải điền đơn đăng ký học bổng trực tiếp trên trang web của trường. Và để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào trang web của trường để tìm hiểu nhé. Hạn nộp hồ sơ cho tất cả các học bổng là vào ngày 1 tháng 3 hàng năm, ngoại trừ học bổng BI Norwegian Business School kết hợp với QS thì có hạn nộp là ngày 1 tháng 4. Ở dưới video này thì mình có để đường dẫn đến trang web của trường để các bạn có thể tìm hiểu thêm những thông tin về học bổng của trường BI. Bản thân mình thì cũng đã từng được nhận học bổng BI Presidential Scholarship, bao gồm cả học phí và chi phí ăn ở để theo học chương trình thạc sĩ trong vòng 2 năm ở trường. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn về những kinh nghiệm học tập, sống và làm việc ở Na Uy trong những video tiếp theo. Các bạn hãy bấm nút đăng ký subscribe để cập nhật thêm nhé. Nếu các bạn có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc hoặc là quan tâm thì hãy chia sẻ với mình ở trong phần bình luận phía dưới nhé. Mình sẽ cố gắng hết sức để trả lời những thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye!